Hello các bạn nha. Hôm nay Duy lại làm tiếp một cái clip mới là Duy lên trên chòi Duy Duy hái mận. Nói mận trên chòi Duy là trái nhiều lắm. Thì hiện tại thì nó rụng đầy gốc nên là giờ mình lên mình hái mận. Duy làm cái món là mận lắc siêu cay nha. Thì các bạn theo chân Duy đi nha. Rồi. Đây là tới chòi mình rồi nha các bạn. Rồi giờ mình chắc mình vô mình coi coi cây mận như thế nào nha các bạn. Rồi. Thì mình đã vô tới trong rẫy mình rồi nha các bạn. Đây thì mình đang đứng dưới cây mận nha các bạn. Đây mận này các bạn, đây này các bạn thấy không, đây này mận cái quá trời luôn nha các bạn. Đây thì mình quay khung cảnh ở đây nha các bạn, xong rồi mình hái mận mình làm món mận lắc siêu cay nha các bạn. Đây thì đây là trên rẫy mình nha các bạn. Đây đứng chỗ mình đứng có trái mít này nha các bạn, thấy không, mít có hai cái là đã không các bạn, nhìn hấp dẫn đúng không. Đây thì mình đi qua đây mình cho các bạn xem này, bên đây cũng có mấy cây mít này, trái quá trời luôn các bạn à. Trên rẫy mình mít trái quá trời luôn các bạn, đây này các bạn thấy không, mít này đã không các bạn. Đấy là mít này gần được ăn trái rồi, khi nào mà trái nó bự rồi mình sẽ làm cái clip là mình làm món mít lắc cho các bạn xem nha. Rồi đây mình đi dạo cảnh ở đây cho các bạn xem nha. Thì đây đây thì đây là cái này gọi là cái căn chòi nha các bạn. Thì cái này để cất mấy cái đồ dụng cụ thôi, còn bên đây thì cây chanh, cây dừa, dưới đây là có cái ao nha các bạn. Đây chỗ này có cái ao nha các bạn. Đây các bạn thấy cái ao không, ao hiện tại ao nó đang cạn nước các bạn ạ. Thì dưới đây nó có cá có đồ nhưng mà đang nước đục quá, để hôm nào mình làm cái clip là mình bắt cá tại đây nha các bạn. Rồi phía bên hông nó thì có mấy lùm tre các bạn, tre chuối rồi đây các bạn. Rồi mình vô mình làm món mận nha các bạn. Mận thì nó chín nó rụng nhiều lắm các bạn, tại mùa này mận nhiều lắm mà nó chín nó rụng uổng các bạn nhìn này, các bạn thấy không, mận mà nó chín nó như thế này nè các bạn nè, các bạn xem nha. Đấy thì mận nhà mình ở trên chòi không ai hái các bạn à, nên là gió nó rụng nó đổ tùm lum hết các bạn, dân giải gốc. Nên là hôm nay mình lên đây mình làm cái clip là hái mận, làm món siêu cay nha các bạn, thì lắc siêu cay nha các bạn. Đây mình vừa hái mình vừa lượm luôn nha các bạn. Thì đây nó rụng nhiều quá, đây cái tảng đá này chắc mình ngồi tại đây luôn nha các bạn, này thì mình ngồi ngay góc mận luôn mình làm cái clip nha các bạn. Ok các bạn, rồi mình hái được mớ ớt nha các bạn. Thì mình chuẩn bị mình lấy dao này mình cắt mận nha các bạn, mình hái mận. Rồi ớt này lát là mình làm món mận siêu cay nha các bạn. Rồi các bạn đón xem nha. Rồi mình leo lên cây mình hái mận nha các bạn. Đây các bạn thấy không, đây là mận trái quá trời các bạn. Đây là mận nha các bạn, ha các bạn nhìn ha mận nha. Rồi mình hái để lát mình xuống mình làm món mận nha. Giờ đây mận trái quá trời luôn các bạn. Rồi nó rụng quá trời luôn các bạn, mình hái mà bị rụng gấp quá trời luôn. Ôi trời ơi, bây giờ mình hái xong mình thả xuống đây lát mình lượm nó nha các bạn. Đây nha các bạn, sau một hồi mình hái thì nó mình bỏ đất thì nó rụng như thế này nha các bạn. Thì lúc nãy trước khi mình vô thì cũng có một số nó đã rụng rồi, nhưng mà giờ mình lượm lại những trái mà mình hái mình vừa quăng xuống nha các bạn. Đây nó rụng đầy gốc luôn các bạn, cũng mấy ngàn trái luôn các bạn. Rồi giờ mình bắt đầu mình lượm nha các bạn. Đây nha các bạn, rồi giờ mình bắt đầu mình làm món mận siêu cay nha các bạn. Đây nha, mận này mình mới hái được nha các bạn. Thì đây là cây mận này, trên đầu mình là cây mận luôn này, xung quanh mình là toàn là mận không nha các bạn. Thì nãy mình hái mình có quăng xuống mà mình lượm không hết, với lại một số nó rụng dưới gốc á, nhiều lắm các bạn, mấy ngàn trái luôn các bạn.
Rồi giờ mình làm món mặn nha các bạn. Rồi. Nha các bạn, mình cắt ớt nha các bạn, mình cắt ớt để lát mình trộn cái mặn đó các bạn. Mình cũng có đem muối ớt nhưng mà muối ớt nó không cay các bạn, nên mình phải hái mớ ớt để mình cắt mình đắt cho nó chiêu cay nha các bạn. Đây các bạn. Ớt này là cay lắm nha các bạn, ớt này ớt xiêm cay lắm các bạn. Các bạn có thích ăn cay không? Mình thì mình rất thích ăn cay các bạn. Đây nha các bạn, mận thì ở mình là không thuốc nha các bạn, nhà mình trồng tại vì đây là trên rẫy mình, nên là ba mình cũng ít khi lên đây lắm. Mận thì nó rụng nhiều lắm, người ta thì hay vô trộm lắm, nhưng mà dạo này thì hết người hái rồi, hết người trộm rồi, nên là giờ nó rụng, gió nó rụng đầy gốc các bạn. Rồi ớt xong rồi, giờ mình mận nha các bạn. Đây mận nha các bạn, mận này đó, nhìn hấp dẫn kìa. Cắt mận mình cắt mình bỏ cái khúc dưới nha các bạn. Đây mình cắt cái móng chân nha các bạn xem nha. Ôi trời ơi, giống móng chân các bạn. Hôm nay hơi bị lỗi các bạn, mình cắt lại móng này nha. Đây các bạn nhìn xem giống móng chân các bạn ha. À, rồi giờ thôi mình cắt mận để mình làm cái món mận lắc xíu cây nha các bạn. Đây mình cắt nó như thế này các bạn, đây nè, mình phải cắt nhỏ nhỏ thế này nè, ăn nó mới ngon các bạn. Đã không các bạn? Đấy mận nhà mình trồng không thuốc luôn nha các bạn. Đó, các bạn nhìn nè, mận cái tuy nó nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà nó ngọt lắm các bạn. Các bạn ăn thử nha. Chua cha. Nó chua dữ ta. Hút dưới nó ngọt các bạn. Hút trên nó hơi chua chua nhưng mà hút dưới nó ngọt các bạn. Ngon lắm các bạn. Trời nắng nóng như thế này mà ăn mận vô nó mát gì đâu á. Nó thúi rồi các bạn ơi, nó bị thúi hết miếng rồi. Rồi xong nha các bạn. Bây giờ mình bắt đầu mình ấy, đây còn cái nè. Còn cái nữa các bạn. Nhiều vậy ta. Rồi giờ mình bắt đầu mình làm cái mận siêu cay nha các bạn. Thì các bạn nấu xem nha. Đây, mận đây các bạn. Ha, đã các bạn. Bỏ mận vô nha các bạn. Mình cho mận vô trong cái túi lá này nha các bạn để mình lắc. Nhiều lắm các bạn. Rồi mình cho ớt vào nha các bạn. Đây ớt đây nha các bạn, bỏ ớt vào nha. Đây nha các bạn xem nè, nhìn đã không các bạn. Rồi giờ mình cho muối vào nha các bạn. Được rồi. Giờ. Tại vì cái muối ớt này nó ít cay em các bạn, nên mình phải cho thêm ớt để mình cho nó siêu cay nha các bạn. Đây mình cho cái muối vào nha các bạn. Đây các bạn, đây là thấy không? Đã không các bạn. Rồi, bây giờ mình bắt đầu mình lắc nó nha các bạn.
cấp cái này á. Rồi đây nha các bạn, rồi giờ mình lắc nó nha các bạn. Trời, nó đổ tùm lum các bạn ạ. Rồi được rồi, giờ mình đổ ra nha các bạn. Đây nha các bạn, nhìn đã không, giờ mình ăn nha các bạn. Đây mình ăn thử miếng này nha các bạn nè. À, cay lắm các bạn ơi, quá cay luôn các bạn. Ớt mà miếng như vậy thôi chứ cay. Thử miếng nữa nha các bạn. Cay lắm các bạn, ngon các bạn. Thì trên rẫy mình chỉ có những cái ăn trái như vậy thôi, thì mận là trái nhiều nhất ở đây, nó rụng đầy các bạn xem mà ha, các bạn thấy không, rụng đầy gốc luôn các bạn. Thì mình thì hôm nay mình làm cái món thử cái món mận lắc chua cay nha các bạn. Thì chắc đợt sau mình sẽ làm cái món mình nấu thử mận nha các bạn. Thì mình sẽ rim, mình dùng cái mận này mình rim thử nha các bạn. Nếu mà các bạn theo dõi kênh mình á, thì các bạn nhớ nhấn like, share, đăng ký kênh giúp mình nha các bạn. Các bạn nhớ nhấn chuông ha, để theo dõi cái tập tiếp theo của mình, để là mình làm cái món mà mứt mận nha các bạn. Thì mình rim cái mận lên thử nha các bạn. Hồi giờ mình chưa làm, nhưng mà tập tiếp theo là mình sẽ làm nha các bạn. Đây cái mận của mình nha các bạn. Ngon các bạn. Ăn thế này rất ngon. Tại đó trên rừng trên rẫy thì ăn vậy các bạn. Thôi, mình kết thúc clip nha các bạn. Để các bạn nhớ ủng hộ kênh mình nha các bạn. Đây nha các bạn. Nè. Rồi các bạn nha.